បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងមួយតិចតួចសម្រាប់ក្នុងការការពារFacebook ការហែកឬការព័ត៌មានសម្រាប់ការចូលលេងFacebook របស់យើងមានអ្នកដទៃគេចូលលេងអញ្ចឹងវាអាចប្រព័ន្ធមានយើងឆាប់រហ័សដូចជាមិសសេគេជាពាក្យលោតអ៊ីនអាឡឺតអីអញ្ចឹងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មួយឥឡូវយើងចូលក្នុងFacebook bà lấy nhóm vô account Facebook mới nhưng đã copy ấy mới bà bà một tâm tư riêng cho nó bị option nhé lại trải bày lừa thằng Sam nhé bị option năng máu tò mò nhưng chưa rơi vô bị account dịch thiện troll ở trong Chrome á bà tổng nó tôi vô bị suy thì bạn nếu bên đây dương biên pi chấm rơi hỏi dương chơi rơi chơi tổng pi nó có bàn dương ai vô mối sân có bàn thì mối cứ vô bị khang lơ nếu bị alert load load in alert nữa vô bị năng má nè hai dương ai bà cả lại lơ đi tổng pi có bàn này nè dương ai kri về máu à lơ ni muối hoa siêu má anh ấy cứ nó pì để dừng lót ít viên lót từ lơ ao bắt đầu dừng qua miền hà tì hai tì pì này cứ tam dạng tam gmail dừng bớt sân với dừng miền gmail cho bạn nói dừng ai bấm pin không nó của bạn đấy nếu như mà siêu mình nhắn của bạn đấy nấy một gmail vào nhóm kim chẳng ai chun gmail com chứ kim ai chun chứ lấy ấy không cả này tì mùi không cả này tì pì nước sầm rạp tại dừng pro nó lơ tu sập tay chăm vệ sinh lưu tu sập tay vào giường mỏng vấn tay nhưng trong một chạc lại nhân tình dương ai pro bán lúc ra tại tu sập đặt đai vào giường nước lọc tại pro bằng cao nơi account Facebook tầm mỗi tê và sân bảo viên Facebook tràn tiết vì mình ai pro bán đấy nè nắng pro bán tầm mỗi xâm rạp tu sập trong toàn luôn tê và lần này cho biết lọt in a private on nó dương lịch lưu mở lúc vì ở dương tìm tìa vài passcode và dương ai anh em xong bật băng lại phải pass code một tí hãy tỏ một step up ní cứ vì lúc đây chú sắp ở dưỡng toàn mỏng nó bên ấy dưỡng bị con nhổ á nụ bên ấy viên đang tìm tìa dưỡng vài cột chỗ là trong trăm và hai chiếm mà là tí viên đang nhạc của mọi dưỡng ai bạn là bên em bị xây mầm mầm đòn hỏi bạn chẳng nhầm chạy một lịch cốt sẵn và cái lịch cốt cứ xài sắp hà phám nâng hà cũng buồn và lấy em cho lột tiền tuột vĩnh passcode cứ xài sắp hà phám hay nâng hà cũng buồn hãy continue với máu cho biết nó sẽ clock nếu bên này bị lột kia hay dương hay cứ lột in approval cứ on hay nếu bên đây dương lột out rồi là làm nè lột in nơi chỗ nông tu account Facebook hoặc dương cứ bên nhà tìm tia ở dương tìm tuột lấy cột xem rap khá confirm bỏ về hỏi hỏi tìm mối tiền cái lại mùi tiết lại thằng khổm này cái lại x chư season ấy sư rạp nó ca dựng đằng nè nà để thử lột Facebook hỏi dương châu rư lại nè nè nà pra Facebook hỏi dương chắc bị lột mục màu dương này nó lừa bọn này bọn này lấy ưu tư hỏi được lấy nhầm lột ọt nhầm lột ọt mưa đăng thanh nè na pro rồi nè na mình pro nè không propon Facebook bao nhiêu ngay nhưng châu mới tới được châu bị option là đá tao mới tới đi nhau bị account setting và tao mới đi nhau bị security là đá hỏi nhiều nhiều bịa nè bịa
execution เนี่ย យើង click លើ វា មក execution នៅ ពេល នេះ វា load មក ឲ្យ ឈ្មោះ នេះ កញ្ញា ប្រភេទ ឈ្មោះ វា មាន 4 សម្រាប់ dot in account Facebook របស់ យើង ទី 1 គឺ វា yesterday នៅ ម៉ោង 11 នេះ នៅ តំបន់ ណា Far Song South Korea អញ្ចឹង មក នៅ លើ Facebook របស់ យើង នៅ iOS iOS 9 សម្រាប់ ពពួក Apple ដំណើរការ ដោយ Apple ហើយ ទី 2 ហ្នឹង គឺ សម្រាប់ សូម វិញ ដែរ ម៉ោង 9:18 នាទី ហ្នឹង គឺ នៅ លើ Windows 10 នៅ លើ Computer អញ្ចឹង វា អាច បញ្ជាក់ របស់ យើង ពី ពេលវេលា សម្រាប់ ការ អ្នក load ចូល ឬ ការ ឆែក លេង របស់ Facebook របស់ យើង អាច តាមដាន ដឹង បាទ សម្រាប់ វីដេអូ នេះ គឺ យើង ចាប់ តែ ត្រឹម នេះ ហើយ សូម អរគុណ និង សូម ជម្រាប លា